Đây, hôm nay sinh nhật của cô Nghĩa. Cô Nghĩa đích thân xuống bếp làm oyster. Còn đây, bệnh nhân. Bệnh nhân Jimmy. Mà thấy oyster tự nhiên người khỏe lên. À, bệnh nhân này không biết bệnh nhân gì ngộ. À, hai người đàn ông xuống bếp. À, đang khui oyster cho mọi người ăn. Xong hai người khỏi ăn. Cảm ơn hai người đàn ông này nha. Tôi không có quay hai người mà tôi quay con oyster thôi. À, hôm nay birthday của Trần Xuân Nghĩa. Cũng là ngày đầy tháng của Trần Thiện Minh. Em tưởng có lò da ra chứ. Đây là dì Tú Trinh. Đây là dì Thư. Đây là con Trinh. Dì Anh Đào. Còn đây là con Mắm Phương. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Trời ơi, chị Áo lưu lại những cái gì có chứng cớ là mà làm bằng chứng cái gì. Đây là gia trưởng. Gia trưởng Trần. Ủa là Trần cái gì. Ủa anh là Hồ Văn Toàn hả anh? Đây đây là bác nè. Đây bé Tú. Đây là bác gia trưởng gái. Gái nha, đừng có trái nha. Không ăn em ăn thịt nè. Ôi trời ơi, hai siêu quậy. Siêu quậy leo lên đứng. Trời ơi, hai siêu quậy. Quay quả tan, quay bắt quả tan. Hai đứa leo xuống. Trời đất ơi. Có hai chị em leo lên tòng tan trên đó kìa. Leo xuống. Amy với lại Thiền Cát leo xuống. Hai chị em đứng đứng đó trên đó luôn rồi. Nè, bà ngoại với bà nội coi đi. Coi hai cái đứa này quậy nè. Đó, coi cái thằng quậy nè. Sushi World gì nè. Té con, té Thiền Cát. Amy với Thiền Cát xuống. Đây, đây là anh em Tony. Nè, thần tượng của Thiện Cát đây nè. Thần tượng của Thiện Cát bận áo màu đỏ nè. Anh Anthony nè. Anthony thương anh này lắm. Còn đây là chị Amy. Cũng là best friend của Thiện Cát. Amy say hi. Hi everyone. Hi. Thiện Cát ơi. Hi ABC. Bữa nay Thiện Cát có anh em Tony nè, có chị Amy nè, rồi có thêm anh Tú nữa nè. Đó, anh Tú đang chạy vô nè. Anh Tú chạy nhanh quá, quay anh Tú mệt quá. Hôm nay thiếu chú Phú. Hello dì Trinh. Hôm nay thiếu chú Phú với lại dì Quyền, chú Hùng, chú Trung. Coi con gãi quế nói chuyện nè, chịu nổi không? Cho mình vô mình chụp bệnh xong mình cứu đầu. Chị quế em đi bàn lấy ma. Cứu đầu có là người nào cứu? Chị bạn cho em nha, chị còn cào em là single mom ha. Chứ em nó có cứu đầu mày nha. Single mom mà một cưới một vợ mà có sẵn ba đứa con nuôi đã luôn. Còn đây đầu bếp trưởng Trần Xuân Nghĩa. Trời ơi Xuân Nghĩa ơi, quay kiểu này chắc là xấu lắm rồi, bị la nè. Quay mà nó cà giật quá nè. Xong everyone ăn cơm. Ủa lộn, ăn oyster. Thôi tắt đi hết. Rồi, để quay cái mông đít của ông Nghĩa trước khi tắt. Rồi quay xong cái mông đít ông Nghĩa rồi mới tắt. Rồi.